Chào cả nhà. Chào nè. Tối nay anh em mình đi show ít cả nhà ơi. Đây đi 4 người nha. Đó, đồ ngoài nè cả nhà. Lo đồ đầy đủ hết nè. Hồi chiều này ở dưới Bến Lức có một cây mưa lớn lắm cả nhà. Giờ mấy anh em đang chuẩn bị đồ người để đi xuống dưới nè. Giờ thì mình mời cả nhà theo chưa đi theo anh mấy anh em mình đi show ít cả nhà ơi. Giờ mình đi nha. Đi thôi anh em. Để xem thành quả nha. Đấy, lát xuống dưới có ớt thì mình sẽ quay cho cả nhà mình để chia sẻ tới cả nhà mình cùng xem nha. Đi lên đường thôi cả nhà ơi. Rồi, lên đường anh em. Ủa đang ngủ gì vậy? Mới ngủ vậy. Góc chợ này góc. Mới ngủ mà nghe điện thoại nổ nước cái là đi. Đi liền chở gì chở. Để tôi ôm cho. Rồi đi. Lên đường đó nha. Trời ơi đi xô ếch đi mình xa mà đồng xa mà còn có vụ đó. Chết luôn. Rồi dạ anh em mình đi xuống dưới xô ếch nha cả nhà. Xuống dưới là có rồi mình sẽ quay chia sẻ tới cả nhà mình cùng xem nha. Đây điện dưới cũng cả một tiếng nữa cả nhà, hai mấy cây liền à. Rồi giờ mấy anh em mình cũng mới xuống tới điểm rồi cả nhà. Mà cái khu này có mấy đám ruộng rồi quá trời người sâu luôn. Mấy chục cái đàn đó cả nhà ơi. Ếch với nhái kêu quá trời luôn. Ruộng nước mênh mông luôn. Ếch nhiều lắm. Mà toàn là ếch lo không à. Cái chỗ này người ta có ngồi tục rồi cả nhà ơi. Giờ anh em mình sẽ đi kiếm điểm khác cả nhà, đi vô trong đồng nha, chứ ở đây có người ngồi rồi đó mấy cả nhà thấy không đó, anh em bạn đi soi á, bạn soi chung á, chuyên nghiệp á, dân nói dân chuyên nghiệp không á cả nhà, còn anh em mình đi soi vui à. Quá trời đàn luôn nha, mấy chục cái đàn luôn cả nhà. Đồng nghiệp sâu không? Ếch kêu nhiều lắm nha, mà ếch lo không à. Được hai con rồi cả nhà. Đó, để cháu mình nó bắt được hai con nha. Rồi con nhái viền với con nhái đồng. Con hai con bắt cặp rồi cả nhà. Đó. Giờ mình bỏ vô luôn cả nhà ơi. Bỏ vô con đi tiếp nha. Không ra không ra bệnh rồi. Ba con này có ếch bự quá ha. Con này chắc cũng 300 gram á. Thấy bự lắm mà. Con cũng gọn. Ba ếch lẻ không hả? Ừ bắt lẻ không. Có còn cả vô phá cả vô. Quá cho bự. Ừ. Nhái rồi cả nhà. Cháu mình mới bắt được con nhái nè, nhái biền. Đi bắt bắt ếch mà không có ếch cả nhà. Quá trời đàn đi sâu luôn cả nhà ơi, chạy qua đường nè. Đó. Chạy qua đường ngập luôn. Như lễ hội. Như lễ hội vậy đó, như ở trên phố luôn. Ếch thì ít mà đàn sôi thì nhiều. Ở
Hồi nãy giờ cậu cháu mình bắt chưa được con ếch nào giấu á, được 5-6 con nhã biển á cả nhà, chứ chưa thấy con ếch nào giấu á. Nó đàn chạy vậy đó, quá trời luôn. Đó, ở trong này chạy ra nè. Không, một dừng người luôn. Ai dữ ta? Sâu quá. Sảy luôn cả nhà ơi, nước sâu quá. Con bị bẹp, con bị bẹp nó bỏ xác đây luôn cả nhà. Cái này chắc có người bắn nè, tìm được con. Được con bé lớn. Con ếch thì thua cái này. Nước sâu quá, bắt được. Nhảy vô thằng giàu rồi. Anh ta anh thấy con ếch mà anh chạy xe qua đường, anh thấy con ếch mà nhảy vô cái hàng rào rồi bó tay luôn cả nhà ơi. Giờ mấy anh em mình xô lan luôn rồi, không có điểm ngồi. Nãy giờ đi bắt ếch mà không có thấy con ếch nào, toàn là nhái không à, nhái biển không à. Nè ông chú này ông ngồi từ hồi chiều giờ được 2 ếch. Giờ này 11 giờ rồi. Ờ, từ chiều giờ đó. Được 2 ếch rồi cả nhà. 2 ếch đực nữa. Ông cặp á. Cặp luôn hả? Ờ, ông cặp á. Ơi, cặp thì sao? Ít cái nhỏ, đó ít cái đó. Ít ít cái nhỏ xíu cả nhà ơi. Ông cặp nó luôn rồi, không có cặp. Ừ. Hai con bằng nhau luôn. Nó cái cặp đó này nãy giờ được 1 tiếng hồi rồi đó. Không có bà kinh, không phải cái này là cái bà kinh nè, chứ cứ nói gì không có bà kinh tôi bắt mắt xác dậu nè, cái bà kinh nè, nó chạy dài vô bờ chuối nè, chổng ếch và ba luôn. Quá trời luôn. Hả? Tí đó thằng nó đưa mình lên đó. Đó đó hả? Ừ. Đầu kêu lại chứ không có ếch, kêu lại cười chết. Nó thật nó biết mình không? Biết đâu. Có không? Biết đó. Trời ơi, hồi chiều giờ là... anh em mình xuống tới chỗ bắt được có 5 con 6 con nhã biển rồi cả nhà. Ếch không thấy mà bắt được 5-6 con ếch biển. Đâu rồi? Cái vỏ ếch đâu rồi? Vỏ đâu trời? Đâu? Nè. Đó. Được 5-6 nhá biển nha. Nhái nhá biển nha, bự nha cái nhà, chứ không có nhỏ đâu. Đó. Cái này là nhá biển nha cả nhà. Được có 5-6 con à. Giờ dáng cố gắng bắt tìm mớ nó về nấu tô canh chua cả nhà ơi. Tô canh chua lá mè. Ếch kêu quá trời luôn mà trong lo không à. Thua. Rồi anh em mình cũng về luôn cả nhà ơi. Bữa nay đi đồng xa. Lại chởi quá, người ta ngồi giá một cả nhà, không có điểm ngồi. Đi bắt lan mà bắt được có mấy con nhái à.
không có con ếch nào á, bắt được chắc cũng được 6-7 con nhái biển á cả nhà, bự bự không nè. Đó. Bây giờ anh em mình cũng về luôn cả nhà ơi. Nếu cả nhà xem thấy hay thì ủng hộ giúp anh em mình nha, để đón xem những clip mới nhất của anh em mình. Bây giờ mình chào cả nhà.